Cậu cười cái gì nào? Đó là cái sừng sao? Cậu đang chế giễu tôi đấy à? Lần này cậu đã đi quá xa rồi. Không ai được chế giễu tôi. Không một ai. Cậu muốn xem tôi mạnh mẽ đến đâu hả? Là cậu tự chuốc lấy đi nhé. Sao nào, đầu hàng chưa? Cậu vẫn chế giễu tôi đấy sao? Không ai được cười tôi. Gì vậy? Cậu ta đang làm gì vậy? Xếp đá thành hàng. Đây là trò chơi sao? Cậu nhóc này mạnh thật, nhưng mình sẽ không bị đánh bại đâu. Không thể tin nổi. Gì vậy? Không phải vậy chứ. Đừng có đùa. Không ai có thể di chuyển tảng đá đó. Đúng là tình ngốc. Không thể nào. Nó dừng lại. Sao cậu làm vậy được? Ý tôi là cậu lấy sức mạnh từ đâu ra? Cậu tập luyện kiểu gì vậy? Xin cậu hãy dạy tôi. Nhận tôi làm đồ đệ đi. Không, xin cho tôi làm đồ đệ. Tôi sẽ làm mọi điều cậu muốn. Xin cậu đấy.